không thuộc bài, bạn dưới nhau 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 đọc cho bạn đấy, trả lời không có sợ lớp con chỉ quậy quậy đâu quậy thôi, những thứ mà lúc mà lên trả bài á không đứa nào nhớ chữ em rồi. Lúc mà con lên lên làm bài á mẹ, làm bài để kiểm kiểm tra bài miệng rồi bằng cách là lên lên viết cái bài tập về nhà của mình á mẹ, tự nhiên đang viết sao cái mẹ cứ cái lòng cứ hồi hộp.